xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hiện tại thì Như đang xúc gạo để nhờ anh quay cốm nổ á. Cả nhà không biết là có biết cái cốm nổ này không, chứ hồi từ nhỏ là Như rất là thích ăn cốm nổ luôn nha. Kiểu như là gạo á, thì mình sẽ đem xuống. Anh quay một mẻ như vậy, nãy anh nói một mẻ bao nhiêu tiền hả? 55 ngàn. Một mẻ là 55 ngàn, là 6 lon gạo. Thì Như xúc đây xuống đây nè, rồi anh lường rồi lại là 6 lon. Ở trong đó anh có trộn cái gì vậy ạ? Trộn đường, trộn dừa. Anh trộn đường với lại trộn dừa, anh đang trộn ở trong đó kìa. Ở đây là, cái này là ở đâu anh xuống quay vậy? Anh xuống nổ vậy? Em ở Kiên Giang. Anh ở Kiên Giang. Hồi nhỏ Như mê cái món này lắm nè. Mà nổ kiểu như có màu mè đâu nữa. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng nữa. Thích lắm. Ở đây em bán bọc luôn hả? Một cái bao nhiêu ạ? Do là tiếng máy chạy rất là ồn luôn, nên Như phải tắt để lồng nhạc vô. Vì cả nhà cũng thấy đó, gạo sau khi mà anh đem đường với lại dừa sấy khô thì anh bỏ vô trong cái cối này nè, mới giật máy lên. Thì cái lúc mà anh khổ như vậy là cả nhà biết không, cái bánh nó ra kiểu như cái cây nắp á, nó không có đều, cho nên là ra cái bánh nó không có được đẹp. Anh phải khổ để cho nó ngay quay lại cái bánh của mình, nó cái bánh nó ra nó mới thẳng, nó mới đều, nó mới đẹp. Thì lúc mà quay á thì Như cũng có hỏi ảnh nhiều lắm, nhưng mà do cái tiếng máy nó chạy rất là ồn luôn, không thể nào mà nghe được một cái tiếng nào, mặc dù mic chạy rất là gần nha. Nhìn chiếc ghe nhỏ nhỏ vậy á, chứ Như thấy là trong nó cũng đủ đồ hết. Thì bình nước nè, rồi sâu nồi tiết là để cảnh ăn uống nấu nướng như đó luôn đó cả nhà. Giờ ảnh vừa ra bánh thì Như phải đổ vô trong bọc nữa, chứ để thôi nè, cái ngủ cũng được, không có được hết á. Cứ ra bao nhiêu bánh là Như bỏ vô bao nhiêu. Cả nhà biết không, hồi nhỏ Như mê cái món cốm ống này vô cùng luôn á. Cốm ống với lại cốm nổ, cốm gạo nổ á. Mà nhỏ hay kiểu mỗi lần ăn á, đâu có cầm cả nắm đâu, mà chọt vô năm ngón tay gì đó, cái bên kia cũng chọt hết luôn nha. Ăn chừng nào hết năm mấy ngón tay này á, rồi mới lấy ăn tiếp. Mà nhỏ cũng khúc khỉu lắm, chứ đâu phải dạng dừa đâu. Cứ mỗi lần mà nghe cốm nổ không, cốm ống không, trời ơi mê lắm luôn á. Mà hồi nhỏ thì màu mè lắm, mấy cô có bỏ màu nữa, màu vàng, màu đỏ, màu xanh nữa. Cứ mỗi một nhúm gạo nè, nó pha vô một tí màu thì nó sẽ ra cái ống màu này màu kia. Nhưng mà bây giờ á, cả nhà biết không, kiểu như người ta thấy cái màu ăn nó cũng không có tốt cho sức khỏe, nên ít ai xài màu nữa. Giờ chỉ là màu trắng gặp của gạo thôi, gạo, đường và dừa, chứ ngoài ra thì không có bỏ màu như trước nữa nha. Thank you.
thì ngày nào cũng có ghe rau cải hoặc là thịt hoặc là bán trái cây, bán dừa nè, rồi nổ cốm ống như vậy nè, ngày nào cũng chạy qua hết trơn. Mình muốn mua cái gì thì mình mất là mình mua, tại vì nhà Như là phải qua một con sông, qua ngang sông mới có cái lộ để đi chợ. Mỗi lần di chuyển thì cũng hơi khó khăn á, nhưng mà được cái thì mấy anh chị mấy cô gì á bán bằng ghe như vậy nè, chạy qua chạy lại mình muốn mua gì thì cũng rất là tiện luôn, cần mắc lại là có à. Nhiều nhất là 30 mẻ hả? Nào éo quá trời mấy mẻ luôn. Éo quá trời mấy mẻ. Mưa quá trời mặn. Trời nắng đẹp quá nè. Cái này muốn coi tên này rồi bấm cho tên con sao? Anh bấm vô Như Nguyễn Cà Mau anh xem. Như Nguyễn Cà Mau? Dạ. Chắc là từ tối nay hoặc là mai là có đó. Cậu vừa nói Như Nguyễn Cà Mau là có đó. Đúng rồi, anh vô Facebook á, YouTube á, Như Nguyễn Cà Mau. Anh ở đây vậy rồi anh làm cái nghề này được bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Lâu hả? Cha chuyện cũng nói đó. Ồ. Ở Kiên Giang là thường thường đặc sản ở Kiên Giang là cái gì anh ha? Đặc sản Kiên Giang để đó là ruộng không ạ? À ruộng không hả? Em thấy cái keo mà anh bỏ vô đó là cái keo đó là keo gì? Keo dừa mà phải là khô không? Mình sấy khô đúng không? Sấy khô. À keo dừa sấy khô. À, cái keo đó cả nhà, cái keo dừa sấy khô ảnh bỏ vô như vậy với lại bỏ đường vô mà mình mới xay được đúng không? Đúng rồi. Mà tính ra hay ha, cái máy này mà làm ra được cái cốm như vậy là tính ra hay đó chứ. Ừ, tính như ta làm rồi. Em cảm ơn anh nha. Lên coi Phạm Thị đầu tiên là có chắc có biết nó làm không? Chắc có biết mà. Anh đi như vậy rồi nấu nướng trên ghe luôn hả? Ghe luôn. Nấu nướng ăn uống trên ghe luôn. Yeah. Rồi ngủ ghe luôn. Ngủ ghe luôn hả? Ghe luôn. Rồi đi một chuyến về bao lâu mới về nhà? Cái nửa tháng 20 ngày. Wow, dữ vậy đó hả? Ừ. Rồi là từ ở Kiên Giang anh chạy xuống bằng máy này luôn. Máy này luôn. Wow, đi dài ai mua thì làm. Ai mua thì làm. Rồi, em cảm ơn nha. Đi coi đi. Cảm ơn anh nha. Rồi, im đi. Chúc anh ngày nào cũng nổ được 30 mẻ chân nha. Ừ, 30 mẻ là chúng rồi đó. Kìa cái chiếc ghe kìa, anh chạy cái máy kìa cả nha. Cái ghe đã lắm luôn á. Chạy từ Kiên Giang mà chúng đây